Mít non kho nước dừa tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Ở ngoài xưởng nhà bố mẹ Hoa có mấy cây mít. Này Hoa ra chơi thấy có mấy trái mít non nên là Hoa nhờ anh xã Hoa hái một quả để về làm món mít non kho nước dừa. Món này dân dã mà hao cơm lắm luôn đó nha. Lần nào đi ăn ở mấy cái quán chay Hoa cũng đều gọi cái món này hết trơn á. Trong tháng 7 này có ngày lễ quan trọng là rằm tháng 7 hay còn gọi là lễ Vu Lan. Thường thì vào ngày này Hoa thấy mọi người sẽ ăn chay rất là nhiều. Sẵn tiện này về chơi nên là Hoa sẽ nấu đại bố mẹ một bữa cơm chay luôn. Mít non sau khi đã gọt sạch cái lớp vỏ ở bên ngoài rồi thì Hoa sẽ sắt thành từng miếng vừa ăn. Chuẩn bị thêm một ít hành ba rô và ớt sừng băm nhỏ nữa. Sau đó thì Hoa sẽ mang mấy cái miếng mít non này đi chin sơ tất cả các mặt làm như vậy để xíu nữa khi kho thì cái miếng mít của mình nó sẽ trông đẹp mắt hơn mà nó không có bị nát đó cả nhà tiếp đó thì hoa sẽ phi thơm đầu hành baro cùng với ớt sừng đã băm nhỏ cho thêm vô đây nước của một trái dừa hoa sẽ nêm vô đây một muỗng hành nêm chay một muỗng tương ớt và ba muỗng nước tương tam thái tử nhất ca đây, cái chai nước tương tam thái tử tăng từ chai nhỏ lên chai bự mà giá vẫn vậy nên là nấu nướng nêm nếm cũng thoải mái hơn mọi người ạ. Hương vị của cái chai nước tương này thì hoa thấy là nó hài hòa chấm hay nấu ăn đều ngon cân bằng hương vị của món ăn. Kho bằng nước dừa và nước tương thì khi chín mít sẽ có cái màu rất là đẹp mắt luôn. Mọi người kho cho tới khi nào cái phần nước nó rút lại sền sệt như thế này nè. Mít thì mềm cả phần cái và phần hột luôn thì ăn mới ngon nha trang trí thêm xíu rau răm ra và ớt sát lát lên là có thể ăn được rồi nè ngoài cái món chính là mít non kho chay ra thì bữa cơm chay nhà hoa hôm nay còn có thêm canh chua nấu chay và luộc thêm một ít rau củ quả nữa nếu mà bữa nào mà ngán thịt ngán cá thì mọi người cũng chuyển qua ăn chay thử một bữa đi lâu lâu đổi khẩu vị hoa thế ăn cũng rất là ngon mà lại còn thanh đạm nữa nè